Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Hương Ngọc. Mỗi lần gặp lại hỏi, nàng là cây thứ mấy trong viện, xin sớm bảo cho biết, chàng sẽ mang chồng ở trong nhà, khỏi bị bọn ác cướp đi mất như Hương Ngọc, để mà hận suốt đời. Giáng Tuyết đáp, chốn cũ khó rời, nói cho chàng biết cũng vô ích, vợ còn chẳng chữ chọn được, huống hồ là bạn. Chàng không nghe, kéo tay cùng đi ra. Đến mỗi cây mẫu đơn lại hỏi, có phải cây này là nàng không? Nàng không nói gì, chỉ bưng miệng cười. Cuối năm chàng về quê ăn Tết, vào khoảng tháng 2, chợt nằm mơ thấy Giáng Tuyết đến, buồn rầu nói, thiếp gặp nạn lớn, chàng hãy mau trở lại, may còn gặp được nhau, nếu chậm là không kịp nữa đâu. Tỉnh dậy chàng lấy làm lạ, vội bảo người nhà lấy ngựa ruổi lên núi ngay. Đến nơi thấy đạo sĩ sắp làm nhà, có cây nại đông vướng chỗ xây cất, thợ mộc sắp chặt bỏ đi. Chàng liền cản lại. Đến đêm Giáng Tuyết vào tạ ơn, chàng cười bảo, trước kia không nói thật nên là gặp nạn này, bây giờ biết đích nàng rồi, nếu không tới tôi sẽ lấy mồi ngải đốt cứu cho mà coi. Nàng đáp, thiếp vốn là biết thế nên trước kia mới không dám nói đây. Ngồi một lát chàng nói, này ngồi với bạn tốt lại càng nhớ vợ đẹp, lâu không đi viếng Hương Ngọc, bây giờ nàng có thể cùng tôi đến viếng được chăng? Hai người bèn đi đến chỗ hố đất mà khóc. Đến lúc sắp tan canh một, Giáng Tuyết lau nước mắt khuyên chàng ra về. Cách vài ngày sau, chàng đang ngồi một mình buồn bã, Giáng Tuyết tươi cười bước vào, nói rằng, có tin mừng báo cho chàng hay. Thần Hoa cảm động vì lòng chí tình của chàng, cho Hương Ngọc tái sinh ở trong cung này đấy ạ. Chàng mừng hỏi, bao giờ mới được? Nàng đáp, thiếp cũng không biết chắc, nhưng không lâu nữa đâu ạ. Trời sáng, bước xuống giường, chàng bảo nàng, tôi vì nàng mà đến đây, chớ để người ta chịu hiu quạnh lâu nhé. Nàng cười gật đầu. Hai ngày không thấy đến, chàng bèn đi đến ôm lấy thân cây, vuốt ve lay động, gọi tên Giáng Tuyết mấy lần, không nghe tiếng gì đáp lại. Bèn ra về, ngồi trước đèn vê mồi ngải định tới đốt cây. Giáng Tuyết lật đật chạy vào, giật mồi ngải ném đi mà nói, chàng hay đùa thế, khiến người ta bị đau, phải đoạn tuyệt với chàng thôi. Chàng cười ôm lấy nàng, vừa ngồi chưa yên thì Hương Ngọc lững thững bước vào. Chàng trông thấy Tử Sa đã bật khóc, vội vàng đứng lên ôm lấy nàng. Hương Ngọc giơ một tay kéo Giáng Tuyết, nhìn nhau nghẹn ngào. Đến khi ngồi xuống, chàng cầm tay Hương Ngọc mà cảm thấy trống không, như tự nắm tay mình, nên rất ngạc nhiên hỏi nàng. Hương Ngọc ứa nước mắt nói, ngày trước thiếp là thần hoa, cho nên thể chất ngưng tụ. Này thiếp là ma hoa, cho nên thể chất hư tán. Chàng đừng nên coi là chân tướng, chỉ nên coi là người trong mộng thôi. Giáng Tuyết nói, em lại đây tốt quá, chỉ bị chồng em quấy quả lằng nhằng muốn chết đi được. Nói rồi liền cáo thoái. Hương Ngọc vẫn âu yếm như xưa, song lúc tựa kể nhau, phảng phất như là một mình tựa bóng. Chàng bần thần không vui, Hương Ngọc cũng băn khoăn tủi hận,
bèn dặn. Chàng lấy ít bột bạch liễm, trộn với ít lưu hoàng, đem vun bón và mỗi ngày tưới một chén nước cho thiếp. Đến ngày này sang năm, thiếp sẽ đền ơn chàng. Nói đoạn, cũng từ biệt mà đi. Hôm sau ra xem chỗ cũ, thấy một nhánh mẫu đơn mới mọc. Chàng bèn làm theo lời dặn, ngày nào cũng vun tưới, lại làm hàng rào vây quanh để giữ gìn. Hương Ngọc đến bội phần cảm kích. Chàng bàn với nàng, đánh cây mẫu đơn này về nhà chồng, nhưng nàng không chịu nói. Thiếp vốn thể chất yếu đuối, không chịu được cảnh đào lên trồng xuống đâu. Và lại mọi vật sinh ra đều có nơi có chốn cả. Thiếp từ trước vốn không tính sinh ở nhà chàng, làm trái đi sợ giảm tuổi thọ đấy ạ. Nhưng nếu chàng có thương yêu thiếp, thế nào cũng có ngày được sum họp. Chàng hận Giáng Tuyết không đến. Hương Cọc nói, nếu muốn cưỡng bức bắt đèn, thiếp có thể làm được ạ. Bèn bảo chàng khêu đèn lên, đến dưới gốc cây, lấy một cuộn cỏ, rồi lấy găng tay làm cữ. Đo từ dưới lên đến 4 thước 6 tấc, đánh dấu vào chỗ đó, bảo chàng lấy 2 móng tay gãi. Giây lát, Giáng Tuyết từ sau thân cây đi ra, cười mà mắng rằng, cái con nhỏ này, đến đây giúp Kiệt, làm điều ngạo ngược ấy à? Đoạn dắt tay nhau cùng về, Hương Ngọc nói, xin chị đừng hiển trách, tạm thời nhờ chị hầu hạ chàng. 1 năm sau không dám quấy rầy chị nữa à? Từ đó hai người đi lại như thường. Chàng ngắm chổi hoa càng ngày càng tốt tươi nảy nở. Hết mùa xuân đã mọc được gần 2 thước. Sau khi về nhà, lấy vàng tặng đạo sĩ nhờ vun tưới cho cây. Sang năm sau, tháng 4 trở lại cung quán, thấy một bông hoa hàm tiếu. Đang lúc tần ngần, hoa bỗng lay động như muốn gãy. Lát sau đã nở lớn như cái mâm. Nghiễm nhiên có một người đẹp nhỏ xíu ngồi trong nhụy hoa, chỉ bằng 3 ngón tay. Nháy mắt đã nhẹ nhàng nhảy xuống, chính là Hương Ngọc. Nàng nhoẻn miệng cười. Thiếp chịu mưa gió để đợi chàng. Sao chàng tới muộn thế? Đoạn hai người cùng vào nhà, thấy Giáng Tuyết đã đến, cười bảo. Ngày ngày làm vợ thay người, bây giờ may mắn lại được rút lui làm bạn đấy. Rồi cùng nhau ngồi chuyện trò xứng họa. Đến nửa đêm Giáng Tuyết ra về, hai người cùng đi nằm, lại mặn nồng như xưa. Về sau vợ chàng mất, chàng vào ở hẳn trong núi không về nhà nữa. Bây giờ cây mẫu đơn đã lớn như cánh tay. Chàng thường chỉ vào cây mà nói, ngày sau ta gửi hồn ở đó, sẽ mọc bên trái nàng. Hai cô gái cùng cười mà rằng, chàng nhớ đừng quên đấy nhá. Hơn 10 năm sau, chàng đột nhiên mắc bệnh. Con đến thăm, nhìn mà thương xót. Chàng cười bảo, đây là ngày ta sinh chứ không phải là ngày ta chết. Sao mày lại buồn? Lại nói với đạo sĩ, sau này dưới gốc cây mẫu đơn có một mầm đỏ mọc lên. Mọc một lúc 5 lá, tức là tồi đó. Đoạn không nói gì nữa. Con lấy xe trở về, đến nhà thì chẳng chết. Năm sau quả có một cái mầm lớn vụt mọc lên, đổ 5 cái lá như chàng đã nói trước. Đạo sĩ lấy làm lạ, năng vun tưới cho cây. 3 năm sau, cây cao mấy thước, to một ôm, nhưng không trổ hoa. Đến khi đạo sĩ già rồi, mất đi, đệ tử không biết, nhân thấy cây không trổ hoa, đẵn bỏ đi. Cây bạch mẫu đơn cũng héo đi rồi chết. Chẳng bao lâu sau, cây nại đông cũng chết nốt. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe.